Anh hẹn tôi hát khúc ly. Khi xưa bên ấy có người hẹn tôi, hôm nay con sao xót xót thật rồi. Thế là xa. Lời hẹn có nhớ hay chăng nữa sao ai đành. Bỏ người xưa dấu con theo chị mến quên áo ngoài đồng. Hôm nay con én đưa tin mừng xuân. Mẹ ôm chiếc áo ra đồng chờ con. Thế là xa. Mẹ giận con em đưa tin lúa xanh lại vào cánh đồng mẹ đứng bao xuân mà con chưa về. Tìm cơn mưa để từng hạt nhớ hạt thương tan theo bụi đường. Làm gì khi biến hai chữ lên tim mình. Đêm đêm trên phố đèn người mưa vui. Thương anh câu hát kiếp phận mù loà. Khi xưa đôi mắt tự hào người lính. Từng ngày bom pháo đi qua xóm xa nơi này, trời hòa bình có xanh hơn ngày xưa năm mình. Chắp đôi tay xin cho ta làm kiếm thân cây ven đường, dẫu đưa chiếc lá lìa cành, chỉ mấy đêm thu là xuống đất trôi. Phút giây ấy trong đời cánh tay mình buông xa, là mãi ngóng chờ, là mãi ngóng chờ từng tia nắng trong màn mưa xa, là biết đến để biết có lần tiêu xa nghe ngang đời ta xa 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 để ngắm chính mình. Thích nhỉ? Hát rất là êm, không hẳn lắm.
Anh uống ban nhạc quái vật tí hon đấy. Có thể khi anh nghe được các bạn hát rồi nhưng mà anh không cảm được, đôi khi hát một kiểu khác anh lại cảm được, vì cái chất tự sự, cái tự vấn và tự ngẫm trong đấy nữa. Ngày xưa qua đất nhìn trông, ngày nay qua đất và tròn đây thôi, kiếp người tình chuyện ngày trước ngày sau mang con gà cách o o, ngày mai lại đến anh thành ngày xưa. Bạn ơi qua đất màu hồng là chuyện cổ tích. Đường dài xa xôi, gặp lại nhau rồi thì cứ vui thôi. Hey. Ngày mùng lời đầu môi, hãy nở nụ cười và thế thôi. Đấy, như anh bảo lúc nãy, con người giống 40% là do cho cái gì? Hiện tại. Hai hoài niệm là nghĩ về quá khứ, 40% là nghĩ về quá khứ, nghĩ về ngày xưa. Ngày xưa qua đất nhìn trời, bạn tôi nhắc chuyện xưa, bạn tôi ơi đừng nhắc chuyện xưa. Chưa tôi đã quên rồi. Thằng đấy hay nhắc về 40% thôi. Quên đi để nhớ chuyện hôm nay. Hay hay, bạn ơi. Mai đây vẫn chúng ta ngồi chén trà liêu thuốc tiếc người anh nhé. Sao không giữ chặt người đời sao cứ nhắc chuyện xưa. Xưa nay cũng vậy. Này, đại khái là em hay thích những kiểu như thế. Em thích mà, nó dễ chị, nó không quá kiểu là màu, nó tự sự, tự sự hát thấy được cảm xúc của người khác soi mình vào đấy, thấy mình cho hát cho mình, hát cho người. Thời điểm này làm thì có mấy bài mà có thể gọi được đấy, ít lắm kiểu trừ thế hệ chị cũng chưa đấy. Từ hát không phải điều hát không thôi mà hát xong còn đọc lại cái gì, giá trị gì, cái thông điệp gì, thông điệp gì, cảm xúc gì, nó quan trọng. Tất cả dư âm nữa cơ, không phải hát cho vui.